Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Bố mẹ tôi từng nói rằng khi ở trường, không phải tất cả giáo viên đều sẽ thích bạn. Và nếu bị ghét, hẳn bạn sẽ làm điều gì đó không đúng, đúng không? Vinicius cũng thế, tôi chẳng thu ghét gì cậu ta cả. Tuy nhiên sẽ không hề dễ chịu nếu bạn đang bực tức mà nghe thêm những lời châm chọc từ Vini. Vâng, đó là những chia sẻ từ trung vệ Pablo Mafeo, người đã chỉ trích gay gắt và thậm chí từng có một cú đạp thẳng vào đầu gối của tiền đạo CM 2000. Rõ ràng những gì mà Pablo nói càng khiến chúng ta thấy được một sự thật rằng Vinicius đang là một cầu thủ đứng giữa làn danh của sự yêu và ghét, giữa thứ bóng đá sexy đến từ Nam Mỹ và kiểu chơi bóng như chơi người đối thủ. Người ta đã từng rất cảm động khi thấy Vini khóc trong buổi báo vì nạn phân biệt chủng tộc, nhưng cũng đã có lúc người hâm mộ phải nóng mắt vì những hành động chẳng giống ai trên sân bóng của tiền đạo đến từ Brazil. Có thể nói Vinicius đang là ngôi sao sáng nhất của bầu trời Madrid. Song đi kèm với đó là hình hài của một kẻ phản diện bị rất nhiều người ghét. Trước tiên chúng ta cần phải thực chứng một điều là không phải bất kỳ cầu thủ da màu nào hay cầu thủ đến từ Nam Mỹ nào cũng bị mang ra trêu chọc và hứng về những cái nhìn thù địch như vậy. Hãy sang ngoại hạng Anh mà xem. Ở đó có một Bukayo Saka cũng là một cầu thủ da màu, nhưng chưa bao giờ anh hứng chịu những lời chỉ trích cay độc như Vini từng bị. Thậm chí trước đó tiền vệ N'Golo Kanté của Chelsea còn trở thành một hình ảnh biểu tượng tại Stamford Bridge và được rất nhiều trẻ em tại nước Anh yêu quý. Hay trường hợp của rất nhiều những cầu thủ Nam Mỹ khác sang châu Âu thi đấu, họ có một lối đá hết sức sexy, kỹ thuật thì chẳng phải bàn, đều thuộc dạng thượng thừa trở lên. Song chính cái kiểu chơi mà nhiều người cho là màu mè hoa lá cành ấy lại khiến cho người ta phải nóng mắt. Từ đó dẫn tới việc lời qua tiếng lại, hay tệ hơn là những cuộc ẩu đả ngay trên sân mà Vinicius đã từng rất nhiều lần vướng phải. Nói đi thì cũng phải nói lại, những cầu thủ kiểu như Kaka thì làm sao có người ghét được cơ chứ? Những điều đó đã chứng minh rằng cái mác Nam Mỹ hay cái mác da màu chưa bao giờ trở thành nguyên nhân chính trong sự yêu và ghét. Quay trở lại với câu chuyện của Vinicius, chúng ta hãy thử đặt lại câu hỏi như thế này: tại sao không phải là Rodrigo? Tại sao không phải là Rüdiger mà chỉ một mình Vinicius luôn bị mang ra làm vật tế thần cho những người miệt thị màu da của anh? Câu hỏi này có lẽ bản thân Vinicius cũng đã tự mình tìm ra đáp án. Đơn giản chỉ là cái tôi quá lớn, cộng với việc nói quá nhiều trên sân bóng khiến hình ảnh của Vini ngày nay càng ngày càng trở nên xấu đi trong mắt nhiều người hâm mộ. Ngoài ra, dường như tiền đạo trẻ CM 2000 đang mắc một căn bệnh mà rất nhiều ngôi sao dính phải, đó là bệnh quá nhạy cảm. Giải thích theo một cách khoa học, khi bạn đang là ngôi sao được rất nhiều người hâm mộ vây quanh, não bộ sẽ tiết ra một chất khiến cơ thể phản ứng với những gì mà nó cho là đe dọa đến vị thế của mình. Như trường hợp của Vinicius, nếu những người bình thường xem việc bị chỉ trích là một phần của cuộc sống, thì Vini lại xem lời chỉ trích trở thành nỗi đau khó có thể phai nhạt. Anh luôn có xu hướng giữ lại những lời chỉ trích ấy trong lòng. Tuy nhiên, tình hình sẽ xoay chuyển nếu họ nhận được một lời khen ngợi hay động viên mang tính tích cực. Chính cái sự quá nhạy cảm của Vinicius đôi khi khiến anh trở thành một trong những mẫu cầu thủ ương ngạnh và có những phản ứng hơi thái quá trên sân. Đơn cử như anh đã từng vung tay tát một cầu thủ của Valencia trong trận đấu hồi tháng 5 năm ngoái. Còn báo hại Real Madrid mất một người vì dính án treo giò do thẻ đỏ. Sau trận đấu đó, Vini bảo rằng mình là người bị bóp cổ, nhưng sau khi trọng tài xem lại băng hình, ông cũng không cho đó là tình huống mà tiền đạo người Brazil bị đối phương kề tay vào cổ. Mọi việc đã qua tầm mắt của Vini dường như bị nhạy cảm hóa vấn đề, trầm trọng hóa vấn đề, khiến cho cầu thủ này nhiều lúc ứng xử có phần khó hiểu. Đâu riêng gì nghĩa mộ, giới cầu thủ cũng từng rất nhiều lần bày tỏ sự khó chịu với Vinicius, như trong trận giao hữu với Tây Ban Nha mới đây, Vinicius đã tiến về phía Laporte, xô đẩy cầu thủ này. Vụ việc xảy ra sau khi Vinicius bật khóc trong buổi báo khi được hỏi về những hành động phân biệt chủng tộc mà anh phải hứng chịu ở Tây Ban Nha. Tôi chỉ muốn chơi bóng thôi. Và sau trận đấu, Laporte đã dùng chính lời bình luận này để châm chọc Vinicius. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chia sẻ đoạn video vụ việc có caption là tôi chỉ muốn chơi bóng. Laporte còn bonus thêm một bình luận: có lẽ cậu ấy muốn nhảy chăng? Kèm theo biểu tượng cảm xúc cười chảy nước mắt. Rõ ràng hành động hạ cẳng tay của Vini với Laporte là một hành động thừa thãi, chẳng mang lại quá nhiều ý nghĩa cho cá nhân anh hay đội bóng. Nó chỉ càng làm cho giới cầu thủ thêm phần khó chịu với Vini mà thôi. Nếu chúng ta nghĩ Vinicius luôn là nạn nhân cho những vụ lùm xùm, thì có lẽ nên xem lại. Đã không ít lần tiền đạo người Brazil hạ nhục đối thủ bằng khẩu quyền của mình. Đơn cử như trường hợp của trung vệ Pablo, người đã đề cập ở phía trên. Vinicius đã có những lẽ khiêu khích đối với hậu vệ Pablo Mafeo và trung vệ Antonio Rayo của Mallorca sau khi liên tục bị đốn ngã và khiêu khích. Vinicius nhấn mạnh cầu thủ Mallorca chơi quá kém và anh nghỉ bóng đá, tìm một công việc khác vì các anh sẽ chẳng bao giờ có nhiều tiền như tôi. Tiền đạo 22 tuổi chỉ tay vào logo của Real Madrid, tỏ vẻ thách thức khi nhìn các cổ động viên Mallorca. Trước thái độ thiếu tôn trọng đối thủ của Vinicius, cao thủ của đội chủ nhà đồng loạt lên án, chỉ trích tiền đạo người Brazil. Rõ ràng chứng ấy là đủ chứng minh số 7 của Real Madrid không phải là nạn nhân trong toàn bộ những câu chuyện mà anh ta đối mặt. Đôi khi chính Vini lại là người tự khơi mào cho những cuộc chiến nổ ra. Người ta vẫn thường hay nói, họa thường từ miệng mà ra. Và thật xui xẻo khi Vinicius cũng thường xuyên mang họa về từ chính cái miệng của mình. Như trong trận cầu với Atletico Madrid hồi tháng 1, anh đã khiến trọng tài phải nóng mắt vì liên tục phàn nàn những điều hết sức vặt vãnh. Trên sân Wanda Metropolitano, Atletico đã giăng ra một cái bẫy cho cầu thủ 23 tuổi. Trước trận, Vinicius được chào đón bằng một vài câu phân biệt chủng tộc của các cổ động viên. Còn trên sân, Atletico Madrid cũng tìm đủ mọi cách để gây ức chế cho tiền đạo này.
từ những pha vào bóng kiểu dần mặt, rồi cho ném thêm bóng vào sân, cho đến những màn cãi cọ tay đôi. Những gì diễn ra sau đó cho thấy Atletico Madrid đã thành công, vì Vinicius quả thực đã nhảy vào bẫy. Anh liên tục phàn nàn với trọng tài vì các cậu bé nhặt bóng ở sân Metropolitano đã chơi bẩn khi ném thêm quả bóng vào sân nhằm ngăn Real Madrid tổ chức tấn công nhanh, để rồi phải nhận một thẻ vàng. Vinicius cũng đã bị sa đà vào những màn cãi cọ với Hermoso, Rodrigo De Paul và thậm chí cả huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico Madrid, đến mức các đồng đội như Nacho hay Luka Modric phải kéo anh ra. Kết quả thì ai cũng thấy, Real Madrid bị Atletico đánh bại lần thứ hai ở mùa giải này và phải dừng bước ở cúp nhà vua. Sau thất bại ấy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti chắc chắn đã đưa ra lời khuyên dành cho Vinicius rằng muốn thành công thì hãy nói ít đi, tập trung vào đá bóng thôi. Nói về Vini, có lẽ sẽ có hàng tá những lý do khiến người khác biến anh trở thành những kẻ phản diện trong mắt nhiều người, như lối chơi bóng có phần nhảy nhót và khó chịu của mình. Đặc biệt là cách mà Vini ăn mừng từng khiến nhiều cầu thủ muốn lao vào tần cho anh một trận. Chúng ta phải công nhận với nhau một điều rằng bóng đá sẽ chẳng còn là nó nữa nếu như cao thủ ở trên sân thiếu đi sự cá tính và lối chơi riêng biệt. Nhưng đôi khi cá tính và lối chơi cần phải thể hiện một cách hài hòa vừa đủ để tránh việc người hâm mộ và cầu thủ đối phương phải nóng mắt. Người ta thường dùng thuật ngữ là chơi bóng chứ chẳng ai gọi là phô diễn bóng đá bao giờ cả. Đặc biệt với mẫu cầu thủ nhạy cảm như Vinicius, anh cần phải tiết chế lại cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Nếu nói Vinicius là một cầu thủ bị ghét nhất lúc này thì cũng không hẳn, nhưng rõ ràng tại La Liga đang có phần đông người hâm mộ quay lưng với anh. Ngay cả chủ tịch của liên đoàn của giải đấu cũng từng post bài ca thán về cầu thủ này, khi anh liên tục phàn nàn về công tác tổ chức. Việc Vini cần làm có lẽ là nên nói ít lại, ngưng những hành động thừa thãi để tập trung chơi bóng hiệu quả hơn, cống hiến hơn cho Real Madrid. Khi đó anh tự nhiên sẽ được kéo gần lại với hàng danh của sự yêu mến, hơn là đứng giữa một cách trơ trọi như này, yêu và ghét. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Thanh Đình Soccer. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Thanh Đình Soccer, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những câu chuyện, những video và những cập nhật mới nhất liên quan đến bóng đá quốc tế hàng ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chúng tôi.